thực hiện trọng thể. Nhưng nếu làm liên tục từ đây đến tháng 12 thì có thể chỉnh lại được. Nhất là tại sao sắp tới chúng sẽ mời các anh chị năm thứ 6 lên nhiều hơn, là lý do là tại vì họ còn bao lâu. Thứ nhất, bình dân nam 65 tuổi giàu nhiệm gì ra đầu thôi mà. Quyết án người ta đã được là 180-90 dòng này phải là 80 đồng. Phải không? Và nhiệm kinh điều 65 trung kỳ trên bộ các con nhớ nó kè. Theo như gì? 6 hoặc là theo như 7 với mức huyết áp này nha, thì chúng ta được dự đoán là như hồi nãy Lê Hiếu tăng huyết áp độ 3/6 được. Còn nếu để tăng huyết áp thì họ có dự đoán đây là nhưng chống bệnh viện người ta để về thực hành lâm sàng chỉ tăng huyết áp độ 3 theo như 6 được không? Đây là một. Và thứ hai, bệnh nhân này đau đầu không mặt, đây là một cái triệu chứng của tăng huyết áp, đồng ý không? Vậy mà lớp viên không viên một câu gối đoạn tiền đình tay nhân rồi. Thứ nhất, dấu áp này các con thấy đau đầu, các con sợ nghe rõ tiếng mạng đúng không? Xử lý glucosamin đi tạo lý được không? Được tạo lý nè. Hai, các con nhớ một câu gì? Thứ nhất, dịch truyền là đầu tiên để ghi đơn thuốc này thấy sai rồi con. Ghi đơn thuốc này hiểu mà có nằm trong gọi đọc có nghĩa xuống nghĩa là thấy trừ hay không có năng nhiễm. Thuốc uống để nhân còn không chích để dưới. Một là gì? Vì do nguyên tắc gây đơn đóng vào cung. Về mà viết trong bệnh án chữ này ông giám đốc trưởng hoặc cái quả trưởng mà nghe bệnh án như mặt lại. Ghi nguyên tắc gây đơn một là gì? Hai là thuốc tiên tĩnh mạch. Kế đến là thuốc tiên tĩnh mạch. Kế đến nữa đó là thuốc tiên mắt. Kế đến là thuốc viên nhưng cũng nên thuốc đặc trị, đặc biệt là kháng sinh. Ghi chưa? Kế đến nha, thuốc điều trị triệu chứng. Rồi cuối cùng là cho nha. Cái này không chưa xé bệnh án, không xé cái bộ luôn, không có coi là gì. Bệnh án bây giờ con cho giúp giúp gì mà xó thanh hà với xó không có cho xó, không xé đi làm đợi gì. Con coi cho thứ chín thì để tới một ở chỗ này y và chỗ của Lê Hiếu sự đúng, xử lý đúng. Đúng nha. Thứ nhất là dùng thuốc tề tiểu để cho hạ nhân, sau đó dùng các thuốc lưu dùng cho hạ nhân. Hai con đều sử dụng đúng hết. Nhưng có một cái cố nhắc suốt đời các con nhớ. Các con có thể dùng lời tiểu cho thầy để cho con ăn xuống. Nếu nhanh thì lời tiểu tim, còn muốn chậm hơn tí xíu thì lời tiểu uống. Ghi nghe nhớ câu này. Nhưng huyết áp có cao mà nhịp tim chậm thì sử dụng BP 20 gì thì cũng thế đó, làm tăng phản xạ giao cảm, làm nhịp tim nhanh để tăng nhịp tim lên. Nhớ cái này suốt đời bố già đã phát khác lại không chú ý. Ghi vô đi. BP 20 gì vậy?
Cô nghe ở trên thấy không? Cô nghe nghe. Tên đó là Điền Ta Thành Hạ Dũng Tác Quận Chồng 20 Nguyên Nhân Giang. Bệnh nhân này với huyết áp này nó không thay đổi. Nếu dùng glucagon thay đổi hả? Vì theo dõi vậy không? Dùng glucagon cho tĩnh mạch sau bao lâu nó có hiệu quả không? 30 phút mà vì lý do gì để người ăn? Bao nhiêu nó thôi người ta bắt đầu đi. Các con nhớ không? Nên sau 30 phút đo lại huyết áp bắt đầu giảm. Chúng ta chỉ chế độ cho có 2 lần 4 tiếng một lần. Nếu giảm trở về 140 trên 90 chúng ta chăm sóc 3 lần 12 đến 24 tiếng chúng ta cho một lần. Ủa xin hỏi các con, khi các thầy để nhớ các thầy nó nhắc các con điều này có không anh em? Thôi bây giờ thầy cô không nhắc thì cô nhắc để chuẩn bị các trường làm phát triển được chưa? Được không? Về bệnh tan hóa chúng ta làm xét nghiệm gì về mặt lâm sàng nha. Một, các con cho bao nhiêu tim thì lại cho bé. Thứ hai là gì nữa? Bộ mỡ được không? Cho bé. Còn trong tim tử các con cho suốt tim đúng không? Rồi thậm chí là các con chụp X quang tim phổi để xem tim có gì bóng tim nó to đúng không nè, chỉ bao nhiêu thôi đừng cho nhìn. Nhưng còn một khi đi tim thì cô hỏi những biến chứng của tăng huyết áp là gì? Chúng ta phải nói một là tổn thương cơ tim, hai là tổn thương gì thần kinh, ba là tổn thương gì thận, bốn là tổn thương mắt. Như vậy tổn thương thận xét nghiệm gì để cho biết tổn thương thận? Trời ơi trả lời không được, các con có tức không? Về ngủ không được, mấy ngày mỗi khi đều uống thuốc hết. Trả lời với bố một câu là gì? Uống rê để làm cái gì? Trời muốn cho cơ hết sức để theo dõi tổn thương thận ở bệnh nhân tăng huyết áp để mà giai đoạn đầu chúng ta tìm mai nô tháng quý liệu. Trời ơi đi vô đi, nói tới đâu làm tới đó là buồn ghê. Nhắc lại bạn lên nếu nhà bạn còn đi chừng đó đừng buồn hơn là một. Thứ hai các con cho mã ngậm dưới lưỡi hoặc là glucosamine hai cái này có còn cái mã nhân cố đồng ý cố đồng ý hơn. Nhưng chỉ cần các con cho mã nhân các con dùng lời kiểu như không dùng thì không theo cơ địa tiền theo cơ địa các con có thể dùng nữa không chứ được nè. Và đồng thời các con muốn nhịp tim người ta tăng lên các con dùng vitamin 20mg miền nam là cho nó phản xạ nghe phản xạ nó cứ tính phản xạ ngược lại nó làm tăng nhịp tim lên các con sẽ thấy được người ta điều tiết nhịp tim thông qua tác dụng phụ cái này các con nhớ đây chưa rồi. Tại vì cái điều này cái điều này nhớ nha. Thứ hai là các con nhớ được một là khi huyết áp cao như vậy chúng ta chăm sóc cấp một tối thiểu thì 30 phút đến 1 giờ sau cảm giác lại đổ áp lại rồi nếu bộ chúng ta có gì chăm sóc tối thiểu 2 đến 6 tiếng mà nếu bộ nữa chúng ta chỉ sang chăm sóc cấp 3 là 12-14 tiếng mới đạt được. Xét nghiệm để chúng ta làm bác sĩ lâm sàng một ECG, hai là gì? Bộ mỡ đúng không? Còn nếu chúng ta
tiên tri thì lập xuân tiên thêm rồi gì nữa, làm những cái biến chứng nó mới có. Thấy chưa? Biến chứng thì gồm có gì? Người ta cũng coi hai mắt, các con biết sao đấy mắt. Ở bụng thận thì làm hai rô nan nhiên liệu. Chứ không ai nói là u hê thì lúc đó là ở sinh thần mạng rồi. Nhớ chưa? Ai không biết năm nhớ được cho bố còn đi sáu ra trường sắp tới lại nhớ sâu sắc chừng một cái này. Tiếp nha, bệnh nhân nam 60 tuổi giàu gì gì số ho có đàm các mạch huyết áp nhịp độ à xin lỗi nhịp thở huyết áp nhịp độ nhịp thở này nhịp thở bình thường của người là bao nhiêu? Hỏi có phải chúng ta đã ở định tội phạt để lo phải là về những lo số bộ nhiên hỏi là số 1. Rồi, bạn này cũng như lo nhiên hỏi là số 1. Theo các con có cần bổ sung gì không? Các con mình có sợ sai, mình cứ mạnh dạn có gì nó trở à? Cô thường cũng tính mấy bạn nào mọi người nhớ nhớ hết rồi. Cô trai mặc áo thun trắng theo con dùng con này con theo con không thể nói cái gì các bạn hai bạn thì nó không khỏi lắm. Dạ cháu có nhắc bạn thì nói là khỏi tao tôi ăn được mấy giờ đi à đồng hồ. Thay như chi sáu rồi, độ hai như chi sáu rồi hơn không? Hướng điều trị của con sao con? Viêm phổi là mắt của hai tư duy sinh sáng rồi bạn nó sàng mà không có được tiêm. Liên quan viêm phổi hẳn gọi gì nữa? Tôi xin viên rồi, gì nữa không? Rồi, cảm ơn không? Câu này bố mới đầu hỏi là ca này trước đây có nhận diện không? Câu đầu tiên đúng không? Câu thứ hai là sốt và không có đàm vào ngày thứ mấy? Các con biết ghi chú câu này hoặc nhớ cũng được. Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh có một ca tử vong do bệnh nhân cùng sốt ho cuối cùng chẩn đoán viêm phổi. Nhưng ngày thứ sáu tự do sốt xuất huyết. Nên các con phải biết sốt xuất huyết có những cái gì. Nó cũng viêm lăng hô hấp chứ. Cũng sốt, cũng ho, đau nhức còn hơn có một số trường hợp. Nên các con phải chú ý vấn đề này để chúng ta không bị chết qua cái gì này. Ở tâm mạng có một ca ai ở quê nước ngoài thì lên báo sẽ tìm lại cho con ra này. Cái này bệnh nhân số 6 ngày tới ngày thứ 7 tử vong. Nhưng kiểm tra test nhân số xuất huyết âm tính. Nhưng cuối cùng ngày thứ 7 đã dẫn tử vong con chính. Tại vì test nhân có dương tính giả, âm tính giả không? Có nâng số chúng ta phải coi ngày thứ mấy. Nhớ dùng gỗ xuống trời cái này và nhớ khi sốt xuất huyết trước đây 3 ngày sẽ phát ban ngoài da đúng không, hoặc là làm áp xe dương tính và tiểu cầu giảm, các con nhớ cái này, hoặc bắt đầu
của ngày đầu tiên. Các con nhớ nghe. Nhưng ngày hai hầu như không rơi vào ngày thứ ba, có thể rơi vào thứ tư, thứ năm hoặc thứ sáu. Và chỉ cần mà cầu giảm, không cần gọi tiểu cầu giảm, làm người ta đã nghi ngờ. Các con đi chú cái này suốt đời là dùng cổ để chấm trường hợp các con bị chủ quan, các con không nhớ ba mình sẽ bị dính. Cô sẽ hỏi tiên và xét nghiệm gì? Đầu tiên cô cảm ơn các con đã cho con chụp ít quan phim mọi. Nhưng chúng ta lại quên là tin xét nghiệm con hướng máu. Để chúng ta theo dõi nếu ca này còn tăng cao, ok, tốt quá, các con đồng ý không? Còn nếu ca này bạch cầu nó giảm, tiểu cầu nó giảm, hồng cầu bình thường, thêm ăn một đứa nó tăng bao giờ là cái bệnh này bị khỏi kẹt cho số chút quý vị kẹt. Các con đồng ý không? Nên phải xét nghiệm dùng cho bố cái này. Tới đây chưa? Giả sử bạn xét nghiệm này bình thường, dĩ nhiên bạn đó lại thấy ba này lớn tuổi, cho nên xét nghiệm thường nguyên được không? Được. Nghĩa là cho ngoài con tưới máu, cho những con tim phổi, có thể chức năng gan, chức năng thận, hoặc là thì một cái gọi là cái được là được. Nhưng mà là thi nghe. Còn trong bệnh viện chúng ta không cho nằm quá nhiều, chúng ta sẽ bị thầy cô hỏi hoặc là chúng ta hỏi thì chúng ta sẽ bổ cố cho viêm phổi để ta phá viêm sinh ha. Theo viêm sinh bảy thì cái này là tam phá độ hai được, như hồi nãy con trai mình nãy nói được, được như các con theo giai đoạn hai là lớn hơn 160 là được và lớn hơn 100 mấy quý anh bao nhiêu mới lớn hơn ừ. Cái con chuyện đó được. Thứ nhất, các con điều đúng ở chỗ này. Thứ nhất là điều tâm phát sinh. Đúng không? Các con cho được. Nhưng khi chú ý không? Khi kê đơn kháng sinh phải đánh dấu tròn. Và số 1 là ngày đầu tiên. Dùng tới ngày thứ mấy thì chúng ta ghi ngày thứ mấy. Và phải đánh dấu tròn để bác sĩ nhìn, bác sĩ nhớ. Thứ hai, dùng một tiêu covid cũng ghi số ngày và đánh dấu tam giác. Thứ ba, dùng thuốc an thần phải ghi số nhà bệnh cũ, ghi chú đi. Tại vì các con chuẩn bị ra trường cứ làm bác sĩ hỏi mà không biết cái này thì ra bạn này đánh dấu vào ngày đầu tiên dùng cho đúng hay không? Đúng. Và bạn được CDC kháng sinh Cephalosporin thế hệ gì? Thứ ba. Đúng không? À, cái này các con có cần thiết lo đến thế hệ thứ ba. Tại sao chúng ta không cho cái gì? Cái kháng sinh beta lactam thường được không? Được không? Rồi. Thứ hai, bạn cho hạ sốt bằng acetaminophen không đúng nha. Thôi thì không nhớ tên này thì ghi ba con được không? Nhưng thuốc điều trị triệu chứng phải sao thuốc đặc trị, nên thuốc hạ phải ghi trước thuốc ba con. Đồng ý không? Các con đồng ý không? Hai bạn ghi mới được cho kháng sinh, cho hạ sốt thôi. Một bạn nữ thì cho được hạ áp, ok. Nhưng các con còn quên sốt ho có đạm cắn. Như vậy, bệnh nhân nếu căn này theo các con tự nói cho mỗi chúng ta dùng thương đến ho hay là đạm cắn. Lần này hư, theo con dùng đạm cắn cho chính nó. Dùng thức chế ho hay lâm đạm? Lâm đạm của chúng ta có cái gì? N-A-C-T-I-T-I-2-L-I-G-A-N một viên nhân hay là của chân ngại hoặc là tên gì nữa? R-S-I-N-8-L-I-G-A một viên nhân hai lần uống trên ngày. Nhưng
Đây là nhân hội để giúp cho người ta mơ, người ta càng ra di trùng ra. Các con nhớ này. Và nếu ca này có sốt cao, các con nhớ huyết áp bình thường, chúng ta phải bù về cho bệnh nhân để gì? Đàm người ta lọt ra, người ta dễ dàng. Thế này chưa? Vì chủ luôn, nếu ca này không tăng huyết áp, chúng ta phải bù theo nguyên lý. Vì một mặt một ngọt cũng được. Ha. Và ở mức độ nhiệt độ cao 1°C, nghĩa là trung bình nước một ngày chúng ta phải một lít 1.5 lít, đúng không? Và khi 1°C này tăng cường thì 300ml thì cứ nhân lên mà bổ cộng vô cho bao nhiêu, được chưa? Được không các con? Được nha. Rồi bây giờ cố nhờ một bạn thử lên thử giết cái cách dịch truyền của một cái con cho hay là cái này dưới cái áp cũng cao một phần nha, bạn thử con gái mà đỏ đỏ đó. Quý quý hãy chọn gì lên rồi con cứ coi con viết lại xử lý cái gì nào đúng không? Như vậy có an tâm chưa? Nếu các con làm bác sĩ ra trường 4 tháng nữa, các con kê đơn gì các con an tâm chưa? Mà bố như vậy cho các con ra ra trường, bố cũng cảm thấy là gì con an tâm chắc khỏi họ. Nên là bố gái không phải bố la là không phải có con có căn cứ, đều có căn cứ hết. Nhưng mà mấy thầy cô các con la giống như thầy Nguyễn ngồi kế với bố hỏi thi, thầy thôi kệ nó đi, trường này nó gì. Nhưng mà chúng ta sẽ gì? Nếu có trách nhiệm phải nhắc con, tại cái này là con người, các con đồng ý không? Sức khỏe của họ giao cho các con là con người hết, mà nếu có gì nguy hiểm vô cùng. Cảm ơn con. Rồi. Hồi nãy bố nói rồi, những cái ca này với cái tuổi này chúng ta phải bù nước mỗi một ngày khoảng 1 lít đến 1.5 lít, đúng không? Con bé này nó sợ ông này sao nó truyền có 750ml. Mà chưa kể là lại mới nói cái đợt mỗi 1°C thêm 300ml nữa, các con đồng ý không? Ca này đi 1.000ml nữa thì bây giờ chúng ta sợ chúng ta có truyền 1.000 đến 1.500 hoặc 2.000 đi, nhưng mà 2.000 thì sợ à ca này lớn tuổi sợ tim có quá tải gì không thì chúng ta truyền 1.500 đi, nghĩa là hai mặn một ngọt. Ngọt của chúng ta là gì? Chúng ta truyền ở táp được không, đúng không? Ngọt là chúng ta truyền gì? Glucô 5% được không? Nó đều là dung dịch đẳng trương hết mà. Rồi kế tiếp đâu, hồi nãy tác giả cho cái 30 giọt, con không chìm như vậy trong bao lâu? 30 giọt tư dưỡng phải coi à, để không coi nó chìm hồi nó chết ngắt làm sao. Mình ghi 30 giọt, một hồi nó chìm, một hồi 2 tiếng sau nó lên hết chai nước, người nhà kêu trong bao lâu? Các con đọc bố rồi, đứng lên con trả lời cho là phải biết. Con một chai, con đứng lên tác giả. Đứng ở đó, đứng đây con. Hơn 1.5 tiếng. Trời ơi. Cái này chắc chết đau quá. Cái này là các con đang truyền sốc dịch truyền, sốc mà sốc giảm thể tích nè. Nếu con nói một chai vậy mà con chuyện vậy, không phải. Rồi, thôi cho các con nợ con này. Con giỏi. Dạ.
Như vậy con tính công thức gì? Dạ thầy, là nếu mà một chai 50 lít thì 1 ml là 20 giọt thì 500 ml. Số giọt trong 1 phút bằng công thức tính làm sao vậy con? Công thức bình thường đó là con lấy 500 nhân cho 20 xong chia cho 30 xong lấy số giọt trong 1 phút bằng số ml. Rồi sao nữa? Sao không? Dạ con có cả 20 giọt sẽ là 1 ml, mà 1 chai là 500 ml sẽ tính là 500. Nè nè, 1 ml bằng 20 giọt. Rồi tiếp. Dạ thì cái chai này là 500 ml thì sẽ là 500 nhân 2 là ra 2 giọt, và sẽ là 30 giọt trong 1 phút thì tổng số giọt đó sẽ là 500 ml. Thì được sao? 1 ml 20 giọt thì chúng ta chia 500 ml thì sao? Là 10 ngàn giọt. Thì chia cho mấy? Nhân lên 500 nhân cho 20. Rồi sao nữa? Chia cho mấy? Chia cho 60. Chia cho 30, tại vì 30 giọt. 7. Tại sao chia 60 tấn? Ngồi xuống. Nhân cho, đúng rồi, tại vì đổi. Trên 1 giờ phải không? Dạ. Là thành ra cuối cùng tại sao người ta chia cho 3? Ủa mà chia cho 3 50 này con nhân cho 3 bao nhiêu? Chia cho 3 bao nhiêu? Nói thử anh đó. Tính lên chia cho 3. Chia cho 30, chia cho 60 nữa. 5 giờ, 15 năm gì đó. Chia 60 cho 3. Tức là 10.000 chia cho 1.800. 10.000 chia cho 1.800 là ra số giờ. Chết rồi. Rồi, lớp về coi lại công thức. Từng sao tính đúng không? 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 Tưởng đâu bị la thì chú. Vì điều dưỡng của chúng ta lắc hỏng với các con đó. Như hồi nãy cô có nói với các bạn chị không bữa trước, ngay cả bác sĩ Phong mà bây giờ có rất thực diện trước đây, khi còn là bác sĩ điều trị và dưỡng khoa, điều dưỡng lo lại đo huyết áp rồi thầy giảng cho lại các con nhớ, nên các con giao cho điều dưỡng mà không bị sót là có ngày các con dính. Số 30 là gì? 30 là số giọt. Đúng rồi, hồi nãy các con cho 30 giọt. Chính xác. Cái này là nó quy ra 1/3, gọi là 1/3 mà. Không có cần ghi lại chi. 500 chia 30 là số giọt và chia cho 3. 500 chia 3 chia số giọt là gan không? Đúng rồi đó, 5 giờ 33 phút. Nhớ chưa? Nhớ không? Rồi ghi đi, sau này nhớ suốt đời. Ghi đi bố không? Từng sau bố sẽ cho lên chị 20 giọt như thế nào, 80 giọt như thế nào, khi nào trở thành là đúng là bác sĩ gây lên được thì thôi. Mấy con yên tâm chuẩn bị tinh thần đi. Ghi cho bố cái danh sách rồi con đăng lên, các bạn nào dám không chịu tới sổ. Được chưa? Con định hỏi cái là đối với trường hợp này là bệnh nhân có hội chứng đông đầy thì cái tác nhân mình nghĩ tới hay gặp nhất là gì á? Hội chứng đông đầy. Yeah. Như vậy đúng rồi, bố hỏi thi câu đó, nửa tính trả lời cho bố hội chứng đông đầy gặp trong những bệnh cảnh. À, từ sau trả lời cho bố luôn. Để một phần cũng muốn hỏi các con hoài. Được chưa? Đứng lên coi.
Bây giờ chúng ta học bài đầu tiên. À, bố nhắc lại, vui lòng làm.